Ngày mùng 7 tháng 11, Cần Thơ thêm 370 ca nhiễm, các tỉnh thêm nhiều ca cộng đồng. Trong ngày mùng 7 tháng 11, Cần Thơ tăng thêm 370 ca nhiễm COVID-19. Thành phố chia tháp 3 tầng điều trị thì số ca ở tầng 1 đã gần đầy 100%. Ngày mùng 7 tháng 11, thành phố Cần Thơ ghi nhận thêm 370 ca nhiễm, tăng 189 ca so với ngày mùng 6 tháng 11. Trong đó có 112 ca phát hiện trong khu cách ly, cách ly tại nhà, 228 ca trong khu phong tỏa. 29 ca xét nghiệm sàng lọc tại cơ sở y tế và 1 ca xét nghiệm sàng lọc cộng đồng, trong ngày thêm 64 ca được chữa khỏi và 1 ca tử vong. Tính chung từ ngày mùng 8 tháng 7 đến nay, Cần Thơ đã có 9.719 ca nhiễm, trong đó đã chữa khỏi 6.497 ca, 115 ca tử vong. Ngày mùng 6 tháng 11, thành phố có văn bản về việc phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác tiêm chủng, khẩn trương truy vết, khoanh vùng, xét nghiệm, cách ly các trường hợp liên quan đến ca nhiễm, đồng thời tổ chức xét nghiệm sàng lọc các khu vực nguy cơ cao trên địa bàn để tầm soát, phát hiện kịp thời ép không tiềm ẩn trong cộng đồng. Hiện thành phố đang điều trị 2.490 ca, trong đó có 1.833 ca ở tầng 1, chỉ còn thiếu 17 ca nữa là hết số giường ở tầng 1, 593 ca ở tầng 2 và 64 ca ở tầng 3. Trong số các bệnh nhân nặng và nguy kịch đang điều trị có 29 ca thở oxy qua mặt nạ, 10 ca thở HFNC oxy dòng cao, 10 ca thở máy không xâm lấn và 6 ca thở máy xâm lấn. Hôm nay, tỉnh Tiền Giang ghi nhận 233 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 48 ca trong cộng đồng. Các ca còn lại phát hiện trong khu cách ly, phong tỏa. Đến nay, toàn tỉnh có 18.104 ca nhiễm, trong số này có 15.199 ca được điều trị khỏi, 415 ca tử vong. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm vaccine 1,66 triệu liều vaccine. Từ tối mùng 6 tháng 11 đến sáng mùng 7 tháng 11, tỉnh Hậu Giang ghi nhận 30 ca nhiễm, trong đó có 14 ca cộng đồng. Từ đầu đợt dịch đến nay, tỉnh này phát hiện 1.797 ca mắc COVID-19, điều trị khỏi 1.085 ca. Có 7 trường hợp tử vong, hiện đang cách ly điều trị 705 ca. Tỉnh này đang triển khai chiến dịch tiêm vaccine cho trẻ em từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi. Hiện tỉnh đã tiêm là 668.590 liều vaccine phòng COVID-19 cho người đủ 12 tuổi trở lên. Trong đó có 94.045 người đã tiêm đủ 2 mũi và 480.500 người mới tiêm 1 mũi. Trong ngày mùng 7 tháng 11, tỉnh Bến Tre ghi nhận 82 ca mắc COVID-19, trong đó 66 ca trong cộng đồng cao nhất từ trước đến nay. Ngoài ra còn có 16 ca trong khu cách ly. Đến nay, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 2.809 người trong đó có 2.135 ca ra viện, 53 ca tử vong. Cạnh đó, tỉnh đã có 1,2 triệu người tiêm vaccine, đạt 84,75% dân số từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 1, trong đó có 39,89% dân số tiêm đủ 2 mũi. Tỉnh Vĩnh Long ghi nhận 128 trường hợp nghi nhiễm trong ngày, gồm 38 người qua khám và sàng lọc tại cơ sở y tế, 52 người qua sàng lọc cộng đồng, 31 người là F1. 7 người qua xét nghiệm sàng lọc tại công ty trách nhiệm hữu hạn Dân Vĩnh Long và công ty trách nhiệm hữu hạn Tỷ Xuân. Từ ngày mùng 9 tháng 7 đến nay, Vĩnh Long ghi nhận 3.083 ca, điều trị khỏi 2.577 trường hợp. Cùng ngày, tỉnh Trà Vinh ghi nhận 75 ca nhiễm, 51 ca trong cộng đồng, 12 ca là người ngoài tỉnh về, 12 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Trong 75 ca mắc mới có 10 ca tiêm 2 mũi 13,3%, 14 ca tiêm một mũi 18,7%. Đến nay, Trà Vinh đã ghi nhận 3.394 ca nhiễm, đã điều trị khỏi 2.032 ca. Cạnh đó, tỉnh đã tiêm vaccine mũi 1 cho 71,4% dân số và mũi 2 đạt 31,9%. Ngày 7 tháng 11, tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 289 ca mắc mới tăng 91 ca so với hôm qua, trong đó có 41 ca trong cộng đồng. Tính chung đến nay Đồng Tháp đã có 10.845 ca nhiễm, trong đó đã điều trị khỏi 9.300 ca. Cạnh đó, tỉnh đã có 67,8% dân số tiêm mũi 1 và 46,34% tiêm mũi 2.